Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này giới thiệu cho mọi người một chương trình AirUp nhận tóc cần coi lúc. Đây là một chương trình năng nữa các bạn. Câu này trong chương trình mã hàng yêu chứ các bạn. Mình đã check website rất là kỹ cho tất cả các bạn nha các bạn. Để tham gia giá hôm nay các bạn click link mô tả mã Telegram các bấm start chatbot nha các bạn. Rồi một tóc cần loot thì khoảng 10 đô. Khi tham gia chương trình AirUp này mình nhận được 60 tóc cần loot khoảng 60 đô. Và các bạn bấm join AirUp nha tất cả các bạn. Rồi nhiệm vụ các bạn cũng được cấp xa như thường lệ nha các bạn. NSVSGM. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn join vào nhóm chat nha các bạn. Các bạn join vào. Dự án này khá là nhiều người tham gia đã 6 phần mấy nha. Rồi xin nhập website nữa ta. Rồi tiếp tục thì các bạn like Facebook không các bạn. Giờ follow Twitter cứ đi. Rồi các bạn chờ một chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn chỉ việc theo dõi nha các bạn. Các bạn theo dõi nè. Các bạn lướt xuống các bạn like cho nó vài bài nha các bạn. Và em lướt xuống coi các bạn. Rồi tiếp tục các bạn mới đáp lời nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn request bot. Rồi mình nhấp vào request bot để trúng cái bài của nó các bạn. Rồi các bạn chỉ việc like nè các bạn. Like xong các bạn tự quét là test lại nha các bạn. Rồi tất cả các bạn mới đáp lời nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn like Facebook nãy chưa like Facebook. Rồi các bạn gì bấm thích là xong nha các bạn. Dự án này giao diện khá là hoành tráng tất cả các bạn. Chắc mình nghĩ đây dự án không phải scam đâu các bạn, nên các bạn làm dự án này đi các bạn. Rồi các bạn mới đáp lời nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn xin website, các bạn nhấp vào website, các bạn đăng ký một cái tài khoản coi ca show nha các bạn, coi ca show. Đăng ký thì khá là dễ dàng nha các bạn. Đăng ký thì dòng đầu các bạn địa chỉ email nha các bạn. Rồi bắt quật, xác nhận bắt quật nha các bạn, khá là đơn giản luôn. Rồi các bạn bấm vào chấp nhận điều khoản, rồi các bạn bấm vào create account nè các bạn. Rồi sau khi create account các bạn mở mail và mail confirm nha tất cả các bạn. Vì mình bắt up rồi các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút submit detail nè các bạn. Rồi trong khi chờ đợi mình qua bên mail mình complete cái website nữa nha các bạn. Rồi cái store gửi về một cái email các bạn nhấp vào nha các bạn. Con này không cần KYC các bạn ơi. Các bạn nhấp vào nha các bạn. Cái máy mình đi qua chưa nè, mạng quá yếu các bạn ơi. Verify mail không nổi luôn ta. Rồi các bạn chỉ việc bấm vào một confirm nha các bạn. Confirm cho email nè các bạn. Rồi các bạn login vào nha các bạn. Rồi sau khi các bạn login các bạn chấp nhận điều khoản hết các bạn. Bấm. Để mình vào mình coi thứ con web của nó sao. Các bạn chỉ cần confirm mail là ok hoàn thành nha các bạn. Rồi đây thì giao diện cho nó nè. Con này mình không cần KYC nha các bạn. HFA này nọ đâu nè. Bookwork nè. Đây website của nó thôi các bạn. Đó không phải là sàn giao dịch. Rồi các bạn trở về con bot các bạn.
Các bạn cho anh vào nhóm chat nha, bạn nói nè. Đây mình đã join rồi. Các bạn là tờ. Cái máy này kìa. Rồi các bạn bấm vào hình mũi tên, các bạn bấm join nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi lại cái đường link profile Facebook của mình nha các bạn. Các bạn cũng nhấp vào Facebook nữa. Các bạn copy cái đường link profile Facebook của mình nha các bạn. Rồi các bạn copy link bắt đắp lên cho các bạn. Rồi các bạn dán, các bạn gửi cho bot nha các bạn. Ui là tờ, cái máy lóc chậm. Rồi tiếp tục các bạn nhấp vào ba chúng ta tiếp tục nha các bạn. Yêu cầu gì đây? Rồi nó kêu gửi là cái đường link profile tại Twitter nha các bạn. Thì các bạn cũng mở tại Twitter của mình ra nè các bạn. Các bạn nhấp vào trang cá nhân của mình nè các bạn. Ui là tờ, bữa nay cái tờ Twitter nó cũng cái gì nữa. Chán. Rồi các bạn nhấp vào qua và trên cùng nữa các bạn. Các bạn nhấp vào một hồ sơ nữa các bạn. Rồi các bạn nhấp vào trên cùng, các bạn nhấp vào chia sẻ, các bạn sao chép tờ profile tờ Twitter của mình. Cái máy này hồi chắc mình đập bỏ luôn các bạn. Mạng nó yếu gì đâu, yếu dữ không biết. Rồi các bạn gỡ. Rồi bạn dán vào nha các bạn. Các bạn gỡ tiếp tục gửi cho bot nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn chờ chút xíu nữa nha các bạn. Là tàu nó gỡ, nó sẽ kim đồng hồ chạy vòng 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 vòng. Rồi tiếp tục thì các bạn gỡ lên một cái tờ link tờ Twitter nữa các bạn. Rồi thì bạn đã thích lại 6 ngày trước. Các bạn qua hôm qua tờ quýt cho trả lời nè các bạn. Đâu rồi ta, hồi nãy like lên tờ quýt nãy mất tiêu luôn rồi. 6 ngày trước kỳ ta. Để mình test lại cái nữa các bạn ơi. Điên report nè. Gõ ghen. Coi lướt. Rồi các bạn mở Twitter nè. Các bạn nhấp vào ba chữ gạch nè, nhấp vào hồ sơ nè. Twitter nè. Rồi đúng rồi, collect. Rồi các bạn bấm vào chia sẻ, các bạn sẽ chép đến Twitter nè các bạn. Rồi các bạn gửi lên cho bot nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn follow Instagram và gửi lại một cái đường link profile username Instagram các bạn. Các bạn nhiệm vụ này không bắt buộc nên các bạn làm luôn đi các bạn. Nếu bạn nào không có thì không muốn là biến đăng ký Instagram thì bấm nút skip bỏ qua nha các bạn. Này thì phụ thôi các bạn, việc theo dõi nè các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn nhấp vào một trang cá nhân đồ ngữ của mình nè các bạn. Rồi các bạn nhấp vào dấu gạch chia sẻ trên cùng nè các bạn. Các bạn cũng sao chép vào nha, hay như tạm nha các bạn. Cái này thì các bạn làm nhiệm vụ này để kiếm thêm tổ cần thôi. Rồi sau khi các bạn sao chép nha, hay như tạm, các bạn cũng mở một cái con bot Telegram ra, các bạn bắt đắp vào đây nha các bạn.
Rồi các bạn nhấn vào đây. Rồi các bạn gửi, tiếp tục gửi cho bot nè các bạn. Ôi cái máy này quá trời chậm, nó chậm mà các bạn ơi. Rồi tiếp tục thì các bạn điền đi K4T4 cộng chấm cơm. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Xin cấp media. Rồi tiếp tục thì các bạn lấy liên ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân nghe các bạn. Con này nó tôi cần nó sẽ trả dây sàn hay là gì đó, mình sẽ cập nhật thông tin sau cho các bạn nha các bạn. Rồi à, Balenci mình đã nhận được 60 token slot nữa các bạn. Nhưng hiện tại mình chưa biết phân phối gì đâu. Vậy video mình đây kết thúc nha các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video tiếp theo từ mình nhé.